em nha cả nhà ơi. Áo chị vẫn cũng em cũng có mua của chị ý mặc phê lòi. Hôm nay bán áo không bán xét. Hôm nay bán áo. Đẹp. Cái này hàng sale nên đẹp lắm cả nhà ơi. Tối nay có áo kiểu với áo sơ mi. Hồi chiều mấy chị mà ghi thêm áo sơ mi mẫu Dior là không còn. Hello Hằng nha, lâu lắm rồi mới thấy em yêu nè. Rồi ai vào like rồi cho em một cái chia sẻ nha cả nhà ơi. Cho em một cái chia sẻ và một cái comment cho em thấy nha cả nhà. Hello chị Hồng Vân nha. Hello Khánh Minh. Chưa xóa cái bên kia. Xóa gì ạ? Ở bên kia nào. Nó là thấy cái hộp này. Hello nhóc nhóc nha. Hello Lâm Thị Thu Thủy. Các chị đã ngủ chưa? Đây bán hết chưa? Dạ. Nó đã bán rồi mà. Duyên con nít. Trang, trang phải. Hello Nguyễn Úc nha, hello bé Bảy, hello trở lại thời gian nè. Hello về tâm đất Mai Vũ. Lâu lắm rồi mới thấy chị yêu. Áo này đẹp lắm luôn cả nhà ơi. Đó. Xuất sắc luôn nha cả nhà. Hello Bạch Kiên nha. Huyền ơi, hồi chiều chị kêu cho em hai áo sơ mi á mà không có nha Huyền ơi. Đi qua kho hết áo sơ mi mẫu đó rồi. Anh Lâm Thị Thu Thủy mở hàng cho chế nha. Đó lẽ bán áo này 65 ngàn đó mấy chị. Không mà thôi, bán cho mấy chị áo đang bằng 60 ngàn luôn. Rẻ chưa, hết hồn chưa. Đó lẽ là bán 65 ngàn đó, tại vì em đã nhập 55 ngàn rồi. Nhưng mà bán cho mấy chị 60 ngàn luôn, đủ màu luôn em yêu ơi. Bán lẹ rồi đi ngủ cả nhà ơi. Giống như là mấy ngày nay em là một con thiêu thân vậy á. Nói chung là đi chơi về là bán liền, đi chơi về là bán liền luôn á. Lâm Thị Thu Thủy nè, 60 ngàn một áo. Cảm ơn Bích Huy Nguyễn nha. Để cùng giá với cái áo hồi chiều luôn. Màu tím, màu da, màu bò. Màu tím, màu da, màu bò. 60 nghìn một áo. Trời ơi, rẻ chưa từng thấy luôn cả nhà ơi. Rẻ kinh khủng luôn á. Cái này là nó là mẫu hoa nổ luôn nha cả nhà. Cái hoa này nổi luôn ha. Rồi, chấm mạnh lên giùm em nha cả nhà yêu ơi. Chị này là vào la rồi chấm lên cho em một cái nha. Tím nhóc nhóc nè. Hello Julie nha. Yeah. 56kg bao vừa tình yêu ơi. Áo đang bận 56kg bao vừa. Rồi, màu hồng nè. Màu da nè. Màu kem nè. Chế không đi chơi hả chế? Chế đi chơi về rồi, giờ chế kiếm tiền để mai mốt đi chơi tiếp em ơi. Bây giờ chế phải lo kiếm tiền. Có tiền là mới đi chơi được ha. Đợi cấm tiền, không có tiền lấy tiền đâu mà đi chơi. Cho chị Thu Hương màu vàng. Em có màu vàng chị ơi. Đem cộng một cái áo, đừng gửi về lựa thêm màu hồng với nhóc nhóc nè. Quỳnh Quỳnh còn đơn nữa không ta? Rồi, màu bò. Ui, mẹ không. Dính rồi hả? Anh để cẩn thận nha. Rồi, màu bò giùm em với cả nhà. Màu bò. Một tím cho Nguyễn Út. Một màu bò. Không có màu đỏ nha. Màu kem. Màu tím cho Nguyễn Hằng Bến Tre. Màu kem. Cái này là hoa nổ nha mấy chị ơi. Màu tím với chị Thu Hương. Thu Hương. Thu Hương ở đâu vậy anh? 60. Rồi, chốt cho em nha cả nhà ơi. Màu hồng cho Ngân Tuyền ở đâu? Ngân Tuyền ở màu hồng chế hết rồi. Giờ chế chỉ còn một
màu bò với lại màu sữa thôi nha. Còn màu bò với màu sữa thôi. Ai lấy bò chút bò, ai lấy sữa chút sữa giùm em ha cả nhà ơi. Màu bò này đẹp lắm luôn nè. Đó, nhìn nè cả nhà ơi, xuất sắc chưa. Ở đằng sau nó bò thun nha. Gái mới đi Sapa. Dạ không, em đi Phan Thiết chị ơi. Em đi Phan Thiết đâu có đi Sapa đâu. Bò với kem cây lâm lạnh lùng. Lâm lạnh lùng 60 5, 60 2. Một kem cho Quỳnh Như ở đâu ha? Cô đưa mạng cho tôi được không? Quỳnh Như 60 Mai Tuyết kem 8. Bò cho Quỳnh Quỳnh. Kem cho Ngọc Trâm. Màu kem cho bạn thì Kim Liên lên địa chỉ giúp em. Màu bò cho Ngọc Trâm. Ủa, không được rồi. Gì kỳ vậy? Sửa cho Phan thì Kim Liên. Trời ơi. Thì Phan Thị Kim Liên. Em vào thử cái kia. Em mấy anh thử, mấy em thử. Quỳnh Như ở Bình Dương kêu Quỳnh Như. Màu bò cho Trần Tiên. Màu bò cho Trần Tiên. Rồi. Ai lấy màu đi, chút màu đi giùm em nha. Trần Trần tít luôn. 60 rồi, chút màu lại nha cả nhà ơi, em ghi thêm nha. Em ghi thêm nha, bây giờ mẫu này là em hết rồi. Vậy nào đặt thì em sẽ ghi thêm. Mai em phải coi em soạn nha. Cho mẹ tờ giấy với con. Đến làm ạ. Bây giờ lấy cái bịch cũng được. Trần Tiên ở đâu vậy Trần Tiên ơi? Quỳnh Như ở Bình Dương nè. Ok Trần Tiên nè. Emily có kem chưa ha? Đặt đơn của mày chưa? Emily có kem chưa ta? Từ từ, hệ thống đang bị lỗi rồi cả nhà ơi, chờ em xíu với nha. Cả nhà chờ em xíu với. Phạm Thị Kim Liên ở Gia Lai ok chứ? Mới để tạo đơn được anh ơi. À máy không lên nữa hả anh? Nó không lên đơn được đâu. Máy không lên đơn không? Tạo chưa? Út chịu màu gì Út chịu ơi? Út chịu màu gì em ơi? Út chịu lấy màu gì em yêu ơi? Út chịu lấy màu gì lên màu lại nha. Màu bây giờ em chốt lại màu nha. Màu bò nè, màu sữa nè, màu hồng và màu tím. Được cái màu hồng cho em, anh ghi mực vào á. Ở dưới chân anh, màu hồng ở dưới kìa, cái màu hồng ở dưới kìa. Ừ. 60.000 một áo. Đây. Màu này là màu hồng nha cả nhà. Màu hồng, màu sữa, màu bò và màu tím. Hôm nay ngày like, mai like tiếp rồi đi đơn nha em yêu ơi. Hôm nay chị like, ngày mai chị like tiếp rồi chị đi đơn ha. In phiếu thất bại rồi. Màu hồng cho Ngọc Trâm có rồi. Cô xem một cái này, cái máy này nó bò cho Út Diệu. In đơn được ra, in bà in thất bại. Út Diệu bò. Alo. Ngọc Trâm Hồng. Alo. Hồng. Ok. Ủa? Rồi ai lấy nó chốt lên giùm em ha. Ngân Tuyền lấy bò lên địa chỉ giùm em nha. Ngân Tuyền. Ủa? Lấy bò. Ngân Tuyền ở đâu em ơi? Alo. Ngân Tuyền màu bò. À là em không có lấy hồng phải không Ngọc Trâm ơi? Em không lấy hồng phải không? Màu chị đang bận cho Hồng Loan Lê. Hồng Loan Lê đâu tình yêu ơi. Màu tím. Ok ok Trần Tiên nha. Em có hồng rồi nha nhóc nhóc ơi. Em có hồng rồi nha. Ngân Tuyền lên thông tin nha Ngân Tuyền ơi. Ngân Tuyền lên thông tin. Hồng Loan Lê. Ok Hồng Loan Lê có màu tím rồi. Rồi đang bận ai lấy nó chốt màu giùm em hả? Màu bò. Màu sữa. Màu hồng. Và màu tím. Trinh Ngọc hả? Trinh Ngọc còn giữ nha Trinh ơi. Trinh còn giữ nha.
Không phải em có chưa mà. Ok em yêu rồi, ok em rồi. Cái này dính mật một chút xíu. Ngân Tuyền có lông em. Ngân Tuyền nhắn tin cho chị nha Ngân Tuyền ơi. Ngân Tuyền nhắn tin cho chị với nha. Lên số điện thoại luôn em ơi. Ngân Tuyền lên số điện thoại luôn nha. Ngân Tuyền lên cho chị số điện thoại. Rồi cái này màu hồng nó dính một chút xíu. Màu tím cho chị Thanh Phạm, Thanh Phạm. Chị Thanh Phạm, Thanh Phạm ở đâu ta? Đợi em xíu á chị ơi, hệ thống bị lỗi khổ ghê luôn. Thanh Phạm, Thanh Phạm chưa có thông tin nha. Ok em yêu, ok em chị không ghi đâu ha. Ai lấy cái hồng này thì chú em hồng 50 nha. Cả nhà về giặt giùm em ha. Dính một chút xíu, dính một xíu bút lông. Tại vì là anh ghi vào á, bị dính vô. Hồng 50 ngàn về giặt giùm em ha. Chị lấy hồng 50, chú hồng 50 giùm em. Đây mấy chị. Đó, một chút xíu không xi nhê gì hết trơn. Tại vì cái này nếp gấp ha. Ai lấy hồng 50, chú hồng 50 lên giùm em. Hồng 50 cho chị Nguyễn Thị Thủy Tiên. Ok tình yêu nè. Nguyễn Thị Thủy Tiên hồng 50. Áo 60 ngàn có ghim giá cả nhà ơi. Nguyễn Thị Thủy Tiên 50 rồi. Rồi em qua mẫu nha cả nhà ơi. Mẫu này em hết rồi nha. Cái màu hồng, màu tím đang bận là của ai nè. Màu tím đang bận là của chị Mai Tuyết nè. Tím đang bận cho Mai Tuyết nha. Điện thoại không thấy gì. Chị ơi, hai áo Luna Châu đi rồi em ơi. Hàng hôm qua đi hết rồi nha cả nhà ơi. Hôm nay em làm đơn mới nha mấy chị. Hôm nay làm đơn mới rồi xong rồi ngày mai like tiếp rồi mới đi đơn ha. Tại vì hôm nay là cuối tuần rồi không có đi đơn. Anh gọi nó không nghe máy hả? Còn nó bảo đây là lọc trên mạng. Rồi tiếp tục mã mới. Hello chị, hello Kiều Thúy nha. Hồng 50 em hết rồi chị Hồng Vân ơi. À, Ngọc Trâm là đủ 3 cái rồi phải không ta? Hồng Ngọc Trâm là cái gì rồi ta? Ngọc Trâm. Ngọc Trâm là có màu màu bò nè. À, màu gì nữa? Ngọc Trâm để em lát nữa chị coi đủ 3 cái chưa chị không biết nữa em ơi. Rồi áo đang bận đây cả nhà ơi, xinh quá. Đó. 60 ngàn một áo. Ngọc Ngân Tuyền chị chưa thấy nha Ngân Tuyền ơi. Đang bận dễ thương quá à. Đó. 60 ngàn một áo nha cả nhà. Tay là tay dài luôn. Đó, hello Cà Chua Bi nha. Chất siêu đẹp luôn nha mấy chị. 60kg đó là bận vừa cho em. Đang bận màu hồng. Màu trắng này bị dơ rồi nè. Màu hồng. Màu đỏ. Siêu đẹp luôn nha mấy chị. Siêu đẹp luôn. Hồng. Đỏ nút này mấy chị nhìn em. Cái nút bọc này mấy chị. Đó. Cái nút bằng vàng đồng to lắm luôn hả. Và cái áo này mấy chị 60kg bận vừa giùm em hả. Đằng sau bo thun này cả nhà. Xịn chưa? Đúng cái ùn đây em. Hồng, đỏ, xanh, vàng, trắng. Đỏ với Kiều Thúy. Đỏ với nhóc nhóc. Kiều Thúy nè anh. Nhóc nhóc đỏ rồi hết đỏ nha. Vàng, xanh. Hồng cho Lan Nguyễn ở đâu vậy? Đỏ hết đâu đi Tiên ơi. Lan Nguyễn ở đâu vậy anh ơi? Rồi hồng, xanh, vàng, trắng. Hồng, xanh, vàng, trắng hết đỏ đó Bonnie Tiên ơi. Trời ơi, màu xanh nè cả nhà ơi. Đỏ đang bận hết rồi nha. Đỏ đang bận hết rồi. Rồi, cái này của ai ở Củ Chi em mới nói á. Lan Nguyễn, Lan Nguyễn. Ok, Ngân Tuyền thấy tin em rồi. Dạ. Không, màu đỏ đó của nhóc nhóc với lại màu đỏ của Kiều Thúy. Xanh cho Bonnie Tiên 60. Rồi màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu vàng. Xanh, hồng, trắng, vàng. Nhã Di màu hồng với màu xanh. Nhã Di hồng với xanh nhận hàng cho Nhã Di ơi. Nhã Di Bonnie Tiên. Nhã Di 60. Rồi màu hồng, màu xanh, màu vàng, màu trắng 4 màu 60 ngàn một áo. Rẻ chưa từng thấy luôn cả nhà ơi. Chất này siêu đẹp luôn. Màu vàng cho Ngọc Trâm. Rồi màu vàng, màu xanh, màu trắng, màu hồng. Ngọc Trâm 60. Rồi chốt màu giùm em nha cả nhà ơi. Màu trắng đây mấy chị. Nè, màu trắng nè. Xanh cho Huỳnh Trâm. Huỳnh Trâm này ở Tây Ninh. Huỳnh Trâm nhắn tin cho chế nha Huỳnh Trâm ơi. Huỳnh Trâm nhắn tin cho chế nha.
Phần trăm màu xanh. Phần trăm nhắn tin cho chế nha. Chị nào thi yếu đâu rồi? Coi chị nào có bị sót không? Chị có chị nào bị sót không nha? Lâm Thị Thu Thủy đổi màu giùm chị đi em ơi. Lâm Thị Thu Thủy đổi màu giùm chị nha. Rồi còn màu trắng. Còn màu trắng, màu hồng, màu vàng, 3 màu. Trắng, hồng, vàng, 3 màu nha cả nhà. 60 ngàn một áo. Đẹp kinh khủng đẹp. Áo này áo chủ thiết kế nha cả nhà. Nhìn áo nè. Xanh chế hết rồi Thảo Ruby ơi. Xanh chế hết rồi em ơi. Chế với còn màu trắng nè. Màu vàng với màu hồng, 3 màu. Trắng, vàng, hồng. Ai lấy chút màu giùm em nha. Vàng cho chị Nguyễn Kim. Rồi còn màu hồng với màu trắng nha cả nhà ơi. Vàng cho trả lại thời gian nữa. Rồi cái này chút cho em là tay dài nè. Cái này gọi là ghi thôi không biết mai còn không à. Ghi thôi chứ biết. Mua mà bán, mua mà không bán chảnh quá. Còn mua không kiểm hàng đồ kém chất lượng hả em. Chị Thanh Phạm, Thanh Phạm ở đâu rồi chị ơi? Trả lại thời gian. Chắc là chị mua hàng bên em rồi không mua được hả chị? Hay là mua hàng bên em rồi kiểm hàng chị? Nhã Di màu vàng. Nhã Di màu vàng. Màu hồng cho Trần Tiên. Trần Tiên màu hồng anh. Rồi cái này màu đỏ cho Lâm Thị Thu Thủy. Đỏ. Rồi màu màu ai quên là ta màu xanh cho màu xanh. Màu xanh là cho Thảo Ruby. Xanh. Rồi, xanh còn, Nam Muội Muội ở đâu Nam Muội Muội ơi? Chị ghi thêm ha. Xanh là ghi thêm qua kho còn là chốt. Dùng cái đơn hồi chiều đúng rồi, đúng rồi. Dùng cái đơn hồi chiều hết nha. Rồi vàng cho Ken Nhân Võ. Kenny Nhân Võ. Màu vàng. Rồi, ai chốt thêm thì em sẽ ghi thêm qua kho còn thì em sẽ soạn cho mấy chị. Còn màu này em đang còn là còn màu trắng với màu hồng. Em đang còn màu trắng với màu hồng nha cả nhà ơi. Ai lấy chốt lên giùm em hả? Trắng với hồng hai màu. 60 ngàn. Cái này là cái màu này là nó. Cái này chốt cho em là màu màu gạch cũng được. Mà hồng em đang bận màu. Em đang còn là màu gạch với màu trắng nha cả nhà. Gạch với trắng giùm em hả? Rồi. Cái cổ này xinh lắm. Chấm ba lên giùm em nha mấy chị yêu ơi. Nhã Di với Nhã Di. Hồng cho Thủy Tiên. Thủy Tiên đâu vậy anh ơi? Màu trắng cho ok, ý như như màu trắng không có dùng đơn. Thủy Tiên lên địa chỉ. Ý như như ơi. Ý như như dùng đơn hôm qua đi rồi nha. Thủy Tiên lên thông tin. Dùng tin chế hết rồi em ơi. Xanh cho Nam Muội Muội. Nam Muội Muội có thông tin chưa? Dạ. Nam Muội Muội chưa. Lên địa chỉ nha Nam Muội Muội ơi. Thủy Tiên nó lên địa chỉ nha. Màu xanh. Đang cầm hồng với đỏ có tay nha. Chị Bảo Phạm ok chế yêu nè. Bảo Phạm màu hồng đó anh. Không. Đó. Đỏ. Rồi. Ok chế yêu. Màu hồng với chị Bảo Phạm với màu đỏ. Rồi lên cái mã này siêu hot luôn nè cả nhà ơi. Quần chế hết rồi em ơi. Quần chế hết rồi nha. Cái mẫu này em nhớ em lượm nhiều lắm mà sao anh còn có mấy cái của em vậy em? Thế nào? Cái mẫu này nè. Lấy gì vậy thôi. Trời ơi. Mẫu này đẹp quá luôn. Ok em ơi, xanh của em. Ok em qua kho lấy hả? Ok em yêu nè. Chị mai chị qua kho nếu mà còn chị lấy cho em nha Thảo ơi. Thủy Tiên là ở Bình Phước, ok Thủy Tiên nha. Mẫu này em mua hai cái rồi nè, đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái này chốt cho em là mã 1 nha cả nhà, có mút ngực luôn ha. Trời ơi. Vàng như chị Lan Nguyễn nè. Mã 1 màu vàng, mã 1 màu đen, mã 1 màu cam không, mã này nhiều nha. Em coi lại cho mã này nhiều anh sạn cái gì đấy. Đấy, tất cả đây. Có bị rớt cái hàng của em không mà sao em lượm nhiều lắm mà sao giờ em còn ít quá vậy? Đẹp quá. Mã 1 màu vàng. Cái này là có mút ngực luôn. Vàng cho Nhã Di. Vàng cho chị Vàng hết rồi. Vàng cho hết rồi Bích Huyền Nguyễn ơi. Vàng hết rồi. Vàng qua đen cho gà con. Gà con có màu đen. Bùi Như màu cam. Màu đen. Màu đen và màu hồng. Trời ơi cái mẫu này đẹp quá sao mình lượm nhiều lắm. Cuối cùng giờ còn mấy cái vậy. Cái này là caro. Không phải cái này là hoa. Nổi. Rồi cái này chốt em nha. Rồi cái này chốt lại nha. Đen. Đen cho Thanh Thanh Ngô anh. Còn màu hồng. Rồi chơi ghi cho Bích Huyền Nguyễn vàng. Bích ghi thêm cô mấy chế ơi. Vàng.
ghi thêm thôi nha. Rồi hồng cho nhóc nhóc, hồng cho nhóc nhóc. Bích Huyền nghĩ màu gì? Linh vỏ vàng. Trời ơi cái mẫu này em nói đẹp, em nói nhiều lắm mà sao kỳ vậy. Hồng loan lê, hồng loan lê màu màu hồng. Nhã Di hồng. Ok Bích Huyền Nguyễn là màu hồng hay màu vàng em ơi? Bích Huyền Nguyễn lấy hồng hay vàng, chốt lại nha. Linh vỏ vàng. Thanh Thanh Ngô có đen rồi, hàng chị dẹp tiết cái nách. Thủy Tiên vàng. Thủy Tiên có nhắn tin cho chế chưa? Thủy Tiên vàng. Bùi Như có cam, gà con thiếu cam phải không? Gà con cam. Thuy Ngọc Phương Lê cam. Trời ơi màu cam. Rồi hồng nha chế, ok hồng. Nguyễn Út màu hồng. Bích Huyền Nguyễn màu hồng. Gì lộn quên nó tiêu rồi. Ở gì Nguyễn Út hồng. Gà con hai vị chị kệ. Đem và cam cho gà con. Gà con ghi rồi. Comment đọc chậm quá không lợi. Rồi mã một màu cam có rồi. Rồi lên mã mới nha cả nhà ơi. Cái mã này còn tét nít nữa nè mấy chị ơi. Cái mã này còn tét nít luôn nè. Đẹp đẹp xỉu luôn cả nhà ơi. Cái chất này em nói mấy chị nha, chất này chỉ có shop bán thôi ha, không ai bán online mà áo này 60.000. Em chưa thấy gõ mẫu sao luôn á. Rồi cái này đẹp lắm luôn ha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Mua không biết bao nhiêu lần nữa rồi. Đó khách em á mấy chị. Đó. Cái này chốt cho em là mã 2 đi mấy chị yêu ơi. Mã 2 giùm em hả? Cái tay này nó có bo thun và nó phồng nè cả nhà. Đó. Siêu đẹp luôn nè. Cái mã 2 đây, nhìn rõ mã 2 giùm em hả? Mã 2 màu tím cho gà con, mấy bạn khỏi cần coi màu luôn. Rồi chốt em nha mấy chị. Mã 2 màu xanh. Màu tím hết rồi. Rồi mã 2 màu trắng, mã 2 màu đen. Hai màu tím hết rồi, hai màu xanh, hai màu vàng, hai màu cam, hai màu da, hai màu hồng, hai màu vàng cho Kiều Thúy. Hai màu vàng cho Kiều Thúy. Rồi, hai màu đen, hai màu da. Màu xanh cho Bùi Như. Đây, đó. Màu hồng cho Nhóc Nhóc. Rồi màu đen. Rồi màu đen. Màu da, màu trắng, màu cam, màu vàng nhưng không có hết màu vàng rồi. Không có màu vàng. Màu hồng hết luôn. Màu xanh cho gà con. Màu vàng hết rồi. Có màu vàng không mấy chị? Rồi màu da. Màu da, màu đen, màu cam, màu trắng. Da đen cam trắng giùm em đi cả nhà ơi. Màu da, màu đen, màu cam, màu trắng. Xanh, xanh hết rồi. Cam đâu? Màu cam cho Hồ Anh ở đâu ha? Cam cho Bonnie Tiên. 60kg bao vừa. 60kg bao vừa, đằng sau bo thun ha mấy chế ơi. Đằng sau nó bo thun mặt rồi ôi. Chất này mặc thích lắm luôn nha. Chật thật sự luôn, chất này thích kinh khủng luôn. Rồi. Màu trắng, màu da, màu đen ba màu. Trắng da đen ba màu. Chấm bài lên giùm em cả nhà yêu ơi. Chấm bài lên giùm em chứ. Màu cam em hết nha. Màu cam em hết rồi. Em còn màu trắng cho Nhã Di. Em còn màu đen với màu da. Trắng với Nhã Di. Còn đen với da nha cả nhà ơi. Đen da hai màu, trắng hết rồi mấy chị ơi. Trắng hết rồi, trắng với Kiều Thúy. Rồi còn màu đen. Màu da hai màu. Đen da hai màu nha cả nhà, đằng sau nè mấy chị ơi. Đó. Màu đen với màu da. Ai lấy chút màu giùm em hả? Màu da cho Mi Anh Trần lên địa chỉ giùm em nha. Thi Ngọc Phương Lê không có vàng. Màu da cho Thanh Hằng. Rồi cái này chút em còn màu đen. Ai lấy đen chút đen giùm em ha cả nhà. Đó. Nhìn cái chất giùm em nè cả nhà ơi. Đó. Mấy chị nhìn kỹ cái chất giùm em mà đen cho Nguyễn Hằng. Đây, nhìn kỹ cái chất giùm em đi cả nhà ơi. Màu trắng hết rồi Thủy ơi. Cái tay nè, nó bo thun ha. Siêu đẹp luôn. Rồi ai lấy đen chút đen giùm em, còn hai cái đen nữa ha. Còn hai cái đen nữa thôi. Rồi cái hoa này nổi lắm luôn nè. Còn màu đen nha cả nhà ơi, áo kiểu của Mi em mua chắc cũng 20k rồi, vừa đẹp vừa rẻ. Linh còn đơn nha Trinh ơi. Trinh còn đơn nha. Trinh chọn thêm nha Trinh Ngọc ơi, hôm qua còn cái áo nha em ơi. Ngày mai rồi màu da cho chị Nga Nguyễn màu da em hết đó chị ơi, em còn màu đen thôi. Trời ơi, cái áo này cả nhà ơi. Đẹp dã man luôn. Đẹp mà không chịu nổi luôn mấy chứ. Đó. Siêu đẹp chưa? Cái cổ nè. Hàng này hàng sale mấy chị.
lên áo sơ mi chưa lên sơ mi em ơi, lát nữa chị mới lên sơ mi ha. Chị bán hết áo kiểu rồi lên sơ mi luôn. Đây cái hoa nổi nè cả nhà, cái cổ sen hoa nổi. Mà mấy chị nhìn giùm em cái áo nha cả nhà, nó chích ben đằng trước và ben đằng sau cho mấy chị luôn nè. Lên cái phong là bao xinh luôn á. Rồi vàng cho nhóc nhóc, màu vàng, màu tím, màu đen, màu hồng, màu đỏ. Màu đen cho hình trăm, màu đen hồi nãy phải không hình trăm ơi? Hình trăm bên địa chỉ. Vàng cho hồng loan lê, hồng loan lê màu vàng. Rồi màu tím, màu đen, hôm nay không có máy tình yêu ơi. Màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Màu vàng hết rồi Lâm Đạnh Lùng ơi. Buồn như đơn hôm qua đi rồi em ơi, đừng hỏi đơn hôm qua nha. Rồi đỏ, ai lấy đỏ chút đỏ giùm em. Màu đỏ, màu tím cho chị Giác Ngộ. Màu đỏ cho nhóc nhóc. Màu hồng, màu xanh, màu đen. Hồng xanh đen đỏ, hồng xanh đen đỏ cho cả nhà ơi. Xanh cho Lâm Lạnh Lùng, màu đỏ nhóc nhóc, xanh Lâm Lạnh Lùng. Rồi màu hồng. Đúng rồi, lên địa chỉ trên live mới chốt hàng nha tình yêu ơi. Lên địa chỉ trên live giùm mình nha. Rồi ai lấy màu hồng chốt hồng giùm em ha cả nhà. Này là thêu, phối ren luôn nha mấy chị. Siêu đẹp luôn. Rồi ai lấy hồng chốt hồng giùm em. Áo này xinh lắm luôn cả nhà ơi. Xinh cực kỳ xinh luôn ha. Hồng, hồng cho Giác Ngộ, cho Giác Ngộ hồng, đỏ đen. Hồng đỏ đen, chiếm hết rồi Luân Hảo ơi. Vàng hết rồi Út Diệu ơi. Rồi. Rồi cái này chốt cho em là màu đen, màu đỏ, màu hồng. Còn ba cái thôi nha mấy chị. Đen đỏ hồng giùm em, hồi nãy chưa có địa chỉ để ra cho em nha. Ai chưa có địa chỉ để ra cho em ha. Xanh hết rồi Lưu Thảo ơi. Đen cho Lâm Lạnh Lùng. Đen cho Lâm Lạnh Lùng. Còn một cái hồng. Còn một cái hồng ha Lưu Thảo ơi. Lưu Thảo lấy hồng giùm chế không. Đỏ với Lưu Thảo, lấy hồng đi Lưu Thảo ơi. Lấy đỏ nha. Rồi cái hoa nổ đó ai lấy chốt màu giùm em để em chốt cho mấy chị ha. Cái hoa nổ đó cho em có bịch đây. Màu hồng chưa. Hồ Thương Ốc Huế. Liên Ngọc Phương Lê. Ok Thiên Ngọc Phương Lê vàng. Vàng, hoa, cổ, sen. Huỳnh Trâm chưa, Huỳnh Trâm có đơn hồi chiều hay gì á anh ơi. Lan Lan lên địa chỉ. Lưu Thảo lấy hồng được không Lưu Thảo ơi. Phun Sương ở đâu vậy anh? Út Diệu vàng. Phun Sương ạ. Phun Sương màu vàng. Rồi còn một cái màu hồng. Đưa cái hồng cho em chứ anh. Em còn một cái hồng nha. Ai lấy hồng chốt hồng giùm em nè cả nhà ơi. Áo đang bận còn đâu. Áo đang bận đâu còn đâu. Đang bận của ai? Ủa đang bận hết mà còn á hả? Chốt cho người ta nha. Ok. Ok chị Nguyễn Nam. Áo đang bận màu hồng. Rồi em còn một cái hồng nha. Nam Nguyễn. Ai? Nam Nguyễn đang bận. Nam Nguyễn đúng rồi. Hồ Anh bây giờ chị chưa biết em bên mẫu nào nha. Phun Sương là lấy vàng hay đỏ tình yêu ơi. Phun Sương lấy vàng hay đỏ. Lưu Thảo lấy hồng nha Lưu Thảo ơi. Lưu Thảo lấy mẫu nào comment lên nha. Rồi cái mẫu này quá trời người hỏi nè. À Lâm Lan chung với Trinh Ngọc. Lâm Lan chung với Linh Ngọc. Chị Lan Lan chưa có thông tin nha chị Lan Lan ơi. Đâu rồi. Lấy hồng cho ai kìa. Lan Lan lấy màu đen. Lưu Thảo lấy hồng. Lan Lan là chung với lại gì quên mà nó rồi Trinh Ngọc màu đen. Rồi ok Lưu Thảo có hồng. Hồ Quanh em đỡ hai cái màu cam màu đỏ chị. Hồ Quanh lấy mẫu nào Hồ Quanh ơi. Hồ Quanh lấy mẫu nào comment lại dùm chế nha, chứ chưa có chốt cho Hồ Quanh mã nào hết trơn hết á. Rồi cái này đây, cái này là mấy chị hỏi giống như xét đó nha cả nhà ơi. Có bút ngực luôn ha, siêu đẹp luôn nè. Cái áo nè, mới có đơn này nè ở Tây Ninh. Ô quê hình trăm nè. Hình trăm là lấy cái đen này nè anh ơi, chốt cho hình trăm đi. Ở còn mẹ còn cái áo đỏ nữa nè. Áo này màu đỏ, còn cái cổ sen màu đỏ nữa nè mấy chứ. Em có ghi bài đó cả nhà ơi, dễ giá giùm em đó nha. Rồi màu đỏ. Ai lấy hoa đỏ chút nổi đỏ giùm em nha cả nhà. Sen đỏ. Cổ sen còn cái màu đỏ ha mấy chứ. Ai lấy sen đỏ chút sen đỏ giùm em ha. Cổ sen màu đỏ còn cái. Cắm cầm cho Ngọc Luyến. Trắng đỏ da đen.
trắng rõ da đen, có mút ngực luôn nha, biết chưa? Nè, có mút ngực xịn sò luôn. Mút ngực xịn sò màu hồng hết rồi, còn màu đỏ nha Lan Lan ơi. Lan Lan lấy màu đỏ được không Lan Lan? Cái này xinh lắm luôn. Rồi cái này chốt cho em nha. Đỏ với Lý Ngọc Cúc anh. Lý Ngọc Cúc cái này nè, màu đỏ cho Lý Ngọc Cúc nè. Trắng cho Bùi Nhân. Trắng này cho Bùi Nhân. Rồi cái này chốt cho em là đỏ da đen ba màu. Đỏ da đen ba màu nha mấy chứ. Vàng vàng này chỉ Thu Hương ơi. Áo đang bận có màu xanh không? Áo đang bận hết rồi thì mua rồi. Rồi màu đen đây. À lấy đen chút đen đi giùm em ha. Có dây kéo đằng sau luôn nha mấy chứ. Áo này áo xịn tò lắm luôn ha. Trời ơi, xịn hết khẩy luôn nha mấy chị. Có mút ngực có dây kéo phía sau luôn, có hoa luôn nè. Rồi chú em là màu đen, màu đỏ với lại màu nu ba màu, đen đỏ nu ba màu, 60.000 một áo thôi, lấy đen thôi. Ok nè, ok. Đỏ Lý Ngọc Cúc em có đỏ sen nha em yêu ơi. Lý Ngọc Cúc có đỏ sen hả? Trời ơi đẹp quá mấy má ơi, đẹp kinh khủng luôn ha. Đó cái này là kiểu nó như vậy nha mấy chị, nhìn hình nè. Rồi em còn màu đỏ, màu đen với lại màu nu ba màu, đen đỏ nu ba màu. Rồi gãy hết móng tay rồi. Đen đỏ nu ba màu nha mấy chị. Ai lấy chốt màu giùm em ha. Có dây kéo phía sau luôn ha. Xịn lắm luôn. Đen cho bé 7. Đen cho bé 7 nè. Rồi còn một đỏ với một nu. Đang bận Trang Trang lấy màu gì Trang Trang ơi. Đang bận Trang Trang lấy màu gì chị chốt thêm ha, chứ về hiện tại là chị hết rồi. Đang bận là có màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu đen, màu 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 nu. Màu trắng nữa. Đang bận còn cái trắng nè. Đang bận còn cái trắng nè. Trắng, xanh, cam. Nói chung là màu gì quên mất tiêu rồi, bán hết rồi. Còn cái trắng nè. Còn cái trắng với cái hồng đó. Cái hồng chị Nam Nguyễn lấy rồi. Rồi chú em là Nu Út Diệu, comment quá trời mà đọc không đọc tên em. Út Diệu hả? Út Diệu nãy có mẫu cổ xe màu vàng rồi mà. Rồi cái này chú cho em là Nu. Đen nu xanh hồng, ok em nè. Tay dài. Tay đen nu xanh hồng cho Trang Trang. Đen nu xanh hồng Trang Trang. Cái trắng gì Bảo Phạm, ok chị Bảo Phạm trắng nè. Ok chị yêu, còn trắng cái chị rồi. Rồi ai lấy cái da này thì giúp da với đỏ giùm em ha. Da với đỏ. Cái này có mấy cái nữa. Nè. Cái áo gì nó đẹp vậy nè mấy chị. Nu đang cầm cho Titi Đặng nè. Titi Đặng Nu đang cầm nè. Rồi đang cầm còn một cái đỏ thôi mấy chị. Đang cầm em còn một cái đỏ. Rồi cái mã này là chốt cho em là mã mã 4 đi mấy chị yêu ơi. Mã 4 giùm em ha. Mã 4. Có dây kéo ở phía sau luôn nha cả nhà. Đó, xịn chưa? Rồi ôi, cái áo mà nó đẹp thì ok chị yêu, bán đang bận em chốt với chị rồi. Vậy là đang bận hình như là chị có được 3 cái luôn nha chị Bảo Phạm ơi. Chị Bảo Phạm đang bận là chị có 3 cái luôn nha. Màu hồng, màu đỏ với lại màu trắng nha chứ yêu ơi. Rồi cái này chốt cho em là mã 4. Mã 4 nha mấy chị, tay nè cả nhà. Mã 4 nha, cái tay nè, xinh chưa? Mã 4, 4 màu vàng. 4 màu vàng, 4 màu đỏ, 4 màu hồng. 4 vàng, 4 đỏ, 4 hồng giùm em nha mấy chị. Một cái áo nè mấy chị ơi. Ok chị yêu, em lấy với chị rồi hả? 57, 58 cái đó là bằng vừa cho em đi cả nhà. Ai lấy mã 4 chút 4 đó giùm em hả? Form đẹp quá, có dây kéo phía sau luôn nha mấy chị. Cái này nó sắn ngực nha. 4 màu vàng. 4 vàng cho Quỳnh Quỳnh. Vàng, đỏ với hồng 3 màu. Vàng, đỏ, hồng 3 màu. Áo này chất đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Đây, nhìn cái chất nè. Đủ màu cho Trang Trang nè. Vàng cho Thanh Thanh Ngô nè. Sắn ngực nè, mã sắn. Mã sắn. Trang Trang. Đủ màu. Ghi vàng hết rồi Hồ Nhiên ơi. Còn màu hồng với màu đỏ. Vàng hết, vàng hết. Vàng hết rồi nha. Rồi còn hồng với đỏ thôi. Hồng cho giác ngộ. Rồi còn màu đỏ. Ai lấy đỏ chút đỏ đi giùm em ha. Đó. Nè cả nhà. Trời ơi áo kiểu xịn sò đẹp lắm luôn nha mấy chứ. Nhìn cái chất kỹ giùm em đi cả nhà yêu ơi. Đó. Chất xuất sắc luôn ha. Rồi em còn cái đỏ. Ai lấy đỏ chút đỏ giùm em ha. Đỏ cho Hồn Nhiên cho tình yêu nè. Đỏ cho Hồn Nhiên. Vàng cho Thu Anh. Ở đâu Thu Anh ơi? Thu Anh này ở đâu tình yêu ơi? Thu Anh ở Bình Dương.
Thấy gì không trời. Em không lấy vàng, vậy lấy cái vàng ra, eo 80 vừa. Quỳnh Quỳnh không lấy vàng. Vậy là để cho cho ai đây? Gà con có vàng chưa? Gà con vàng chưa anh? Tỏ với Thiên Ngọc Phương Lê. Sẵn ngực Thiên Ngọc Phương Lê. Màu đỏ. Rồi. Eo 80 vừa. Thu Anh màu vàng. Thu Anh ở Bình Dương đó anh. Bình Dương vàng. Rồi cái này chốt cho em là mã caro nha cả nhà. Caro giống như em đang bận. Mà caro chị Nam Nguyễn lấy màu đỏ. Nam Nguyễn lấy đỏ. Em ghi thêm Nam Nguyễn đỏ. Em ghi thêm cho mấy chị qua kho còn thì em lấy với mấy chị còn hết là em bó tay ha. Giống như mẫu em bận. Mà caro nha. Mã 4 màu hồng cho Thanh Hằng. Thanh Hằng mã 4 màu hồng. Thanh Hằng là ở Hóc Môn phải không ạ? Phải không? Thạch Mỹ quận 9. À, caro hồng cho nhóc nhóc nè. Caro hồng. Nè caro. Caro hồng. Caro đen. Caro hồng. Caro đen. Caro vàng. Caro xanh. Caro cam. Chị Phụng Sương lấy đỏ mẫu nào chị ơi? Mã 4 thì chắc mã 4 giùm em đi chị Phụng Sương. Caro hồng. Caro đen. Caro hồng cho chị Bảo Phạm. Rồi còn caro cam, caro vàng, caro đen. Caro cam, caro vàng, caro đen. Caro đen cho Hồ Anh. Rồi Hồ Anh bây giờ mới có đơn nha. Hồ Anh bây giờ mới có đơn nha Hồ Anh ơi. Rồi 4 vàng cho chị ạ. Phụng Dương Nguyễn Thị lên cái địa chỉ giùm em nha. Anh có địa chỉ của chị Phụng Dương Nguyễn Thị chưa? Rồi caro màu cam, caro màu vàng giùm em nhé. Caro cam và caro vàng. Đây cả nhà ơi, đẹp kinh khủng luôn ha. Ok chị Thu Anh. Thu Anh ở Bình Dương có mua rồi. Em ghi Thu Anh chưa? Ok chị Thu Anh. Rồi chốt cho em là caro vàng. Caro vàng và caro cam nha cả nhà. Giống như áo em đang bận, y chang áo em đang bận luôn. Nó chỉ khác là khác caro thôi. Cam cho Hồng Loan Lê. Rồi em còn vàng với cam. Caro cam cho chị Thu Hương. Thu Hương ở đâu vậy anh hả? Ở Sài Gòn phải không ạ? Rồi caro vàng giùm em với cả nhà. 60k một áo. Đúng rồi tình yêu ơi. Thu Hương chưa có địa chỉ hả? Chứ Thu Hương ở đâu chứ Thu Hương ơi? Thu Hương này ở đâu chứ? Dạ áo tin tưởng thì mua nha mấy chị ơi. 60 ngàn một áo mà tin tưởng thì mua. Còn tin tưởng thôi. Kim Lan Nguyễn đâu anh? Thu Hương lên địa chỉ giùm em nha. Trời đất ơi chưa có thông tin mà chút. Đại Hương như đúng rồi vậy. Phụng Sương. Mã 4 màu gì quên rồi. Phụng Sương lên địa chỉ giùm em nha. Eo 80 nữa lại vừa. Phụng Sương. Phụng Sương mã 4 màu gì chế ơi. Nè ai tin tưởng thì mua thôi. Nhân Trạch Đồng Nai lên địa chỉ chính xác giùm em chế ơi. Nhân Trạch Đồng Nai lên địa chỉ chính xác giùm em nha. Thật sự em bán hàng mới chế tin tưởng thì mua. Còn tin tưởng thì thôi ha mấy chị. Thật sự em không ép ai mua hết á. Áo 60 ngàn một áo. Đây. Rồi em còn một cái caro vàng. Ok chị nhắn tin rồi kìa. Chị gì á em nói là Thu Hương gì đó. Đơn qua ok bỏ thảm thì lên nha. Rồi còn một cái caro vàng. Ai lấy caro vàng chốt caro vàng giùm em đằng sau bo lưng thun nha cả nhà. 57kg rồi lại 3 vừa cho mấy caro vàng của chơi chị Kim Lan Nguyễn ở Vũng Tàu có chưa. Mã 4 màu vàng cho Lý Ngọc Cúc nè. À, ai cho chưa đơn chưa anh. Lý Ngọc Cúc 4 vàng. Phụng Sương chưa biết mặt. Vàng cho Quỳnh Phạm Ngọc Quỳnh lên địa chỉ. Lên địa chỉ cho em nha mấy chế yêu ơi. Không lên địa chỉ em không chốt hàng được nha. Không lên địa chỉ em không chốt hàng được nha mấy chị yêu ơi. Em chưa lên thấy địa chỉ của ai hết nè. Phạm Ngọc Quỳnh nè. Ngọc Châu Phan lên địa chỉ cho em nha. Sơ mi sắn eo không chị? Có sơ mi sắn eo không chị? Không có em yêu ơi. Không có sơ mi sắn eo em yêu ơi. Rồi cái này siêu đẹp luôn đó. Cái này là ren. Ok Phạm Ngọc Quỳnh có địa chỉ trong inbox hả? Chưa có em ơi, chưa lên cái địa chỉ lại chị đi. À, rồi cái này, à, Phạm Trung Nguyễn Thị ở Bình Dương kìa anh. Chưa số điện thoại. Có rồi.
còn áo sơ mi luôn em ơi, còn sơ mi luôn nha. Phạm Ngọc Quỳnh lên đi chế cái địa chỉ luôn, Thảo Phạm Calo vàng nữa nè. Hồng cho Kiều Thúy, hồng gì vậy, hồng nào vậy, cái này cái hồng mẫu khác rồi nha. Nó mà nó luôn á, cái Kiều Thúy này lấy ren phải không em ơi, cái này chốt mã ren giùm em nhé, mã ren. Cái chị ở Bình Dương á, anh chốt đi. Có rồi, có số điện thoại chưa? Có rồi. Phương Dung Nguyễn Thị sao em không thấy trên bài em ta? Không, có rồi. Nhưng mà em không đâu thấy rồi em ơi, phá vừa thôi nha. Khách mới nhắn tin giùm em đi cả nhà ơi. Chị Phương Dung Nguyễn Thị có nhắn tin luôn rồi nè. Khách mới nhắn tin giùm em nha. Phạm Ngọc Quỳnh có luôn rồi kìa. Phạm Ngọc Quỳnh lấy caro vàng luôn. Rồi, ren hồng cho Ti Ti Đặng, ren đen cho Quỳnh Quỳnh, Ti Ti Đặng đen cho Quỳnh Quỳnh. Rồi còn trắng với đỏ, còn trắng với đỏ ha, còn trắng với đỏ, còn trắng với đỏ giùm em. Ren hết rồi, ren trắng cho Triệu Hiền, Triệu Hiền còn đơn. Rồi ren trắng với ren đỏ giùm em đi cả nhà, còn hai cái thôi. Ren trắng cho Emily. Rồi còn ren đỏ. Ai ăn? Hả? Rồi ren đỏ giùm em, còn cái ren trắng với cái ren đỏ. Ren trắng với Triệu Hiền. Đây à? Dạ, còn cái ren đỏ với mấy chị. Rồi ren trắng cho Emily. Caro đen, rồi ren đỏ cho Kiều Thúy, Kenny nhân vỏ caro đen, Kenny nhân vỏ nè, caro đen nè, rồi ai caro vàng là Phạm Ngọc Quỳnh caro vàng, rồi ghi mai chốt không nổi chứ, caro vàng. Rồi cái này cái mẫu này mặc xinh lắm luôn nha mấy chị nè. Đó, cái này mặc lên là như vậy ha nè, cái áo nữa nè, cực kỳ xinh luôn ha. Rồi cái này chốt cho em là mã cầm nha cả nhà, mã cầm này là mặc lên như vậy nè, cái áo này sẽ đứng lên như vậy ha. Caro vàng là còn màu vàng, màu xanh, màu cam, màu đen. Rồi mã cầm màu vàng, đâu mất tiêu rồi. Cầm có màu vàng với là màu gì đâu rồi, màu đen, hai màu. Cầm vàng, cầm đen giùm em nha cả nhà. Cầm màu vàng và cầm màu đen. Ai lấy mã cầm thì chốt mã cầm giùm em hả. Mã cầm giùm em, đưa cái mẫu caro cho em mượn nè. Cầm vàng cho Diễm My ở đâu anh nè. Diễm My nè. Nè, caro nè. Caro đây nha. Caro màu vàng, caro màu cam, caro cầm đen cho Ngọc Luyến, rồi hai cái hết. Rồi caro màu vàng, nay có xét đồ bộ không chị, còn xíu thôi nha, có ít thôi. Cầm đen cho Thanh Thanh Ngô, rồi cái này chốt cho em là mã này gọi là mã gì đi trời, cái mã này gọi là đâu, cầm đi mua đâu hết rồi anh này. Xéo đen Thanh Thanh Ngô rồi, đen cho Huỳnh Tiền. Rồi Luyến có rồi, không có quần, hết quần là tình yêu em. Luyến có đen rồi mà. Rồi cái này chốt cho em là mã này là mã 1 nha mấy chị, mã 1 ha, chốt này cả nhà ơi. Đó, nhìn chốt giùm em ha, mã 1 màu đen, mã 1 màu vàng, mã 1 màu trắng, một đen một vàng một trắng, một đen một vàng một trắng giùm em nhé, một đen một vàng và một trắng. Đây là cả nhà. Mã 1 lên màu, mã 1 lên màu ha. Một đen, một vàng, một trắng giùm em nha mấy chị. Đen vàng trắng nu 4 màu. Đen vàng trắng nu 4 màu có 4 cái, một đen cho Huỳnh Tiền. Đen trắng cho Kiều Quanh Diễm. Chị Kiều Quanh Diễm là chị Quanh Nguyễn Cần Thơ phải không chị? Vàng cho Võ Phạm Thùy Linh. Đó. Đó cho chị á. Chị hai màu. Thùy Linh. 60. Vàng đen cho Bông Đào, rồi cái này chốt cho em là cái này là mã gì đây?
cho em cây bút khác nữa. Rồi chốt lại nha. Chiều quanh diễn là thiếu màu đen phải không anh? Chiều quanh diễn. Diễn. Thiếu đen. Bông đào. Màu gì? Bông đào, màu gì? Bông đào đen với vàng. Rồi còn màu da. Ok, bỏ hành thì lên em bỏ cho đơn bảo phạm luôn nha. Còn màu da, còn màu da. Còn màu da hả? Rồi ai lấy da chút da giùm em cả nhà. Da, da cho chiều quanh diễm ok chế nè. Rồi ai lấy mã 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 một màu trắng là Phạm Ngọc Quỳnh màu trắng. Ủa mẫu nó có màu trắng không anh ơi? Hình như có phải không? Phạm Ngọc Quỳnh. Màu trắng. Chiều quanh diễm có rồi. Vàng trắng có nhã di. Nhã di. Vàng trắng. Rồi, Mỹ Tiên ở đâu? Hồ Quanh mã một màu trắng, Hồ Quanh màu trắng. Rồi. Màu da cho Mai Lê. Màu da. Cái em ra này em ở trong bông đào. Hả? Này trong bông đào. Đâu có đâu. Cái đó là của Võ Phạm Thùy Linh mà. Đúng rồi. Dạ đúng rồi, đi chung với chị Bảo Phạm. À, coi là caro đi em. Dạ. Coi là caro. Đây chị ơi. Caro nha, Thu Hương có địa chỉ rồi nè. Chốt thêm. Nhớ mẫu chứ, áo mặc à, tới kho mà có xanh ok em. À, nếu không chọn được cái nào thêm màu đen cho em nha. Màu đen nào Thảo Ruby ơi. Thảo Ruby là thêm mẫu này phải không? Mẫu mẫu nào? Đây caro đây nè cả nhà. Caro là giống như phong y chang phong em bận đó. Nhưng mà nó là màu caro. Ngọc Châu Phan có thông tin chưa ha? Chưa có thông tin phải không anh? Chưa. Rồi cái này chốt cho em là caro nha mấy chơi. Cái áo này, áo này là cái cùng cái form với lại áo em bận, không khác một tí nào hết. Nó chỉ là mặt khác, khác chất, khác mặt. Cái này là màu trơn, còn này caro. Caro màu vàng, caro màu cam, caro màu xanh, caro màu đen và caro. Bốn màu, vàng, đen, xanh. Vàng, đen, xanh, cam. Rồi. Caro đó chị nào kêu lên caro thì em cho lên lại cho mấy chị là em ghi thêm ha. Qua kho còn thì em chốt, còn hai kho hết thì thôi nha cả nhà. Qua kho còn thì em chốt, còn qua kho hết là em bỏ tay nha. Tại vì là em lấy về có 100+ cái áo à. Em bán nghỉ ráng buổi tối là đủ rồi nên em không có lấy nhiều. Chấm mạnh lên giùm em mới chế yêu ơi. Rồi cái này chốt cho em là mẫu lẻ giùm em hả. Phạm Ngọc Quỳnh caro đen đó nè. Caro đâu à? Cái mẫu caro em ghi em mới kia. Hồi nãy em có ghi caro mà. Ghi nhưng ghi sớ. Ghi giờ không hiểu gì luôn hết trơn. Cái này là hai lỗi. Caro đây. À ok. Caro đen cho Phạm Ngọc Quỳnh nè. Caro đen. Trang Trang, một caro màu nào cũng được. Một caro cho Trang Trang. Trang Trang. Caro. Rồi, cái gì mẫu tay dài. Mẫu tay dài cho Thảo Ruby. Thảo Ruby màu xanh với cộng màu đen. Ủa có màu đen không ta? Rồi cái này chú em là vàng lẻ hả? Chế ơi, áo kiểu nào kín đính ngực không, bắt bé không mua được. Cổ rộng này, mặc được với cổ rộng này thấy đẹp mua về mấy lần mà không mặc được. Rồi cái này chốt cho em là vàng lẻ nha mấy chị. Vàng lẻ giùm em hả. Vàng lẻ này có bút ngực nha. Có một cái một thôi. Rồi vàng lẻ ha. Ai lấy vàng lẻ chốt vàng lẻ đi giùm em. Cái này có người lấy rồi phải không ạ? Rồi cái này chốt cho em nha. Tay ngắn. Vàng lẻ với Kiều Thúy. Tay ngắn đen và tay ngắn vàng. Em hỏi em coi caro màu xanh. Trời ơi bây giờ mắc coi nữa má ơi. Rồi. Tay ngắn vàng và tay ngắn đen. Tay ngắn vàng và tay ngắn đen giùm em nha cả nhà. Đằng sau bo thun ha. Đó. Tay ngắn đen và tay ngắn vàng có hai cái thôi.
Ai lấy tay ngắn thì chốt tay ngắn lên giùm em hả? Có còn sơ mi nha chị ơi. Sơ mi bây giờ em chuẩn bị lên nhé. Sơ mi em chuẩn bị lên, tay ngắn đen, tay ngắn vàng. Ai lấy mã tay ngắn thì chốt tay ngắn đen ngắn cho Hồ Quanh. Hồ Quanh nhắn tin nha Hồ Quanh ơi. Hồ Quanh nhắn tin cho chế nha. Hồ Quanh nhắn tin giùm nha Hồ Quanh ơi. Tay ngắn vàng thì Hoàng Thiện lên địa chỉ giùm em nha. Hồ Thiện lên địa, Hoàng Thiện lên địa chỉ giùm em. Vậy tay ngắn màu màu gì? Tay ngắn đen cho Hồ Quanh, còn tay ngắn vàng cho Nhã Di. Hồ Quanh nhắn tin cho chế nha em ơi. Khách mới nhắn tin cho em nha cả nhà ơi. Ngày mai á chốt đơn nhiều lắm. Ngày mai chốt đơn. Ok, nhắn tin địa chỉ đúng rồi em ơi. Rồi cái này chốt cho em là em bận cái này cho mấy chị xem ha. Rồi để em mở lên lại cái mẫu caro, cái mẫu này Hà Nội này lên lại cho mấy chị xem nha. Tay ngắn hết rồi nha, nắng mai ơi. Rồi để chốt mã tay ngắn luôn cho mấy chị luôn nè. Trời ơi. Rồi tay ngắn nha. Tay ngắn. Rồi, áo mặc còn. Đem tay ngắn cho Huỳnh Trâm nè. Huỳnh Trâm nhắn tin cho chị nha em ơi. Màu đen nè. Đọc giùm em với. Rồi từ từ để em tự đọc. Nắng mai đâu vậy? Màu vàng. Nắng mai nhận hàng cho em ơi. Thiên Ngọc Phương Lê. Màu đen. Thu Hương vàng. Quỳnh Quỳnh màu gì? Vàng. Quỳnh Quỳnh vàng. Lê Thị Hồng Anh. Hồng Anh ở đâu? Vàng. Lê Thị Hồng Anh ở đâu? Lê Thị Hồng Anh. Lê Thị Hồng Anh hả? À? Mấy chị đừng xóa bình luận giùm em ha. Màu vàng á anh. Hồng Loan Lê hả? Hồng Loan Lê vàng. Hồng Loan Lê màu vàng. Nắng Mai nhận hàng cho Nắng Mai ơi. Nắng Mai nhận hàng chưa? Hoàng Thiện như có địa chỉ không chốt hàng đâu nha. Ghi cho chị mã em mặc đầu tiên màu hồng luôn nha. Mã đầu tiên là mã nổi hả chị? Đợi em xíu đi chứ em lên mã nổi với mấy chị chọn lại hả. Hoa nổi nè. Cái mẫu hoa ren nổi. Ren nổi. Điều quanh điểm đen. Bông đào đen vàng. Bây giờ em chốt cái bộ ren nổi là ren nào em ha? À em nhớ rồi. Ren nổi cổ u. Rồi em nhớ rồi. Rồi. Hoa cổ sen. Hoa nổi đây. Em ghi số vậy á, em dễ quên lắm nên là em phải ghi cho chắc cú. Rồi cái này là hoa nổi nha cả nhà ơi. Hoa nổi đây. Hoa nổi nha mấy chị. 60.000 một áo. Để lấy cái màu tím á, màu bò màu tím đó nó. Trời, cái áo màu da này của ai anh? Cái này là của Quỳnh Như. Quỳnh Như màu da nè, bỏ vô giùm em. Là chị lấy màu gì chị? Chị lấy màu gì? Chị lấy màu gì chị ơi? Hả? Tối quả nhập ma thiệt luôn á. Ok ok chị. Rồi cái này chốt cho em là hoa nổi ha. Hoa nổi đây mấy chị ơi. Đó. Siêu đẹp luôn ha. Hoa nổi em có màu tím. Hoa nổi có màu tím, màu bò. Màu da. Màu hồng. Bốn màu. Loạn luôn rồi, thì sự luôn á. Loạn luôn rồi, hoa nổi bò cho giác ngộ. Mẫu hoa nổi nè. Em có ghi hoa nổi. Đâu rồi? Hoa nổi đây. Hoa nổi. Rồi. Bò cho giác ngộ nè. Hoa nổi. Rồi ai tiếp tục. À, rồi hoa da cho Huỳnh Tiền. Màu da. Rồi. Hoa nổi. Anh Thị Thanh Nga màu gì? Diễm My màu tím. Diễm My màu tím. Màu tím. Rồi, lấy miếng giấy to ghi hoa nổi đang cầm cho Trang Trang màu bò. Màu bò. Phạm Ngọc Quỳnh hoa nổi trắng với da. Phạm Ngọc Quỳnh.
màu trắng với màu da. Trắng với da, tím cho giác ngộ. Giác ngộ, giác ngộ màu bò với màu tím. Rồi. Anh Mỹ Thanh Nga ở đâu vậy? Ti ti đặng bò. Ti ti đặng bò. Rồi ở đâu rồi? Trời. Cho em cái vịt đúng không anh? Ti ti đặng. Hoa nổi nè. Rồi lộn nha. Bò cho ti ti đặng nè. Còn bò. Lê Lan lên địa chỉ. À Phạm Thị Thanh Nga là sĩ. Lini màu bò. Lini màu bò. Có sĩ cũ Nga màu gì Nga ơi? Ngọc Trâm màu hồng. Hồng. Phạm Thị Thanh Nga bò. Bò. Trắng với chị Nam Nguyễn. Màu sữa. Rồi. Rồi Thu Hương màu bò. Màu bò. Rồi. Thủy Lê ở đâu Thủy Lê ơi? Anh coi Thủy Lê ở đâu vậy anh? Thủy Lê ở đâu anh? Chị Thủy Lê. Rồi màu bò đi. Thủy Lê Thủ Đức phải không? Thủy Lê anh có màu gì vậy? Thủy Lê hồng. Màu hồng. Ở đâu? Hoa nổ hồng. Rồi. Màu bò này của ai đây? Màu bò này là của Lâm Lạnh Lùng. Kem ni vỏ này là ở Quảng Ngãi có rồi mà. Có thông tin rồi nha. Thêm tím hoa nổi cho Huỳnh Tiền. Huỳnh Tiền tím. Huỳnh Tiền. Đưa cho em con màu, cho mấy chị con màu tím với anh. Màu tím này của Mai, Mai Tuyết. Đây. Màu tím đây cả nhà ơi. Màu tím màu bò. Màu sữa. Màu hồng 4 màu. Tím bò sữa hồng 4 màu. 60 ngàn một áo. Dễ thương lắm luôn. Cái này hồi nãy em bận rồi. Bán đầu la chốt thêm mấy chục cái rồi. Mà giờ mấy chị có chốt thêm đem qua kho còn soạn ha. Đó. Xinh chưa? Đó. Cái áo này mấy chị ở đằng sau bo tung ha cả nhà ơi, mặc rất là dễ bận luôn ha, chứ không phải là dây kéo mấy chị sợ là mặc không vừa, còn này thì mặc phải mắc rồi bóp dữ trời. Đây rồi hoa nổi nha cả nhà, mình chị ok em yêu nè. Rồi hoa nổi màu tím, màu bò, màu hồng với lại màu sữa 4 màu đó, chốt lại giùm em ha cả nhà. 60.000 một áo, rẻ như tô phở vậy đó. Kenny đi vỏ đi rồi, tím cho nắng mai. Nắng mai nhận hàng chưa em ơi? Nắng mai nhận hàng cơ chế chưa? Nãy giờ chế hỏi em chưa trả lời nha. Chưa nhận hàng là chế không chốt đơn đâu nha. Nhận hàng rồi chế mới chốt đơn nha em ơi. Rồi qua sơ mi nha cả nhà. Qua sơ mi ra. Cái sơ mi này luôn rồi nghỉ. Còn có mấy chục cái sơ mi nữa nè. À, sỉ hả? Bò cho Hồng Lan Lê. Sỉ inbox với chị em yêu ơi. Ôi, màu bò. Ok em yêu. Ok em nè. Mà Hồng Lan bận quá vậy nè. Lên áp sơ mi nha mấy chứ. Còn cái áo kiểu nào không? Ok ok em yêu. Lê Lan ơi em ở Thanh Hóa chị không có chốt hàng được em ơi. Em ở Thanh Hóa em phải chuyển khoản rồi cọc thẻ cho chị mới chốt hàng ha. Tại vì là đi ra ngoài đó xa lắm mấy chứ. Còn áo này nè, còn hai cái nè để em bận cho mấy bà xem luôn. Cái này nhìn này. Để bán hàng mà Na làm cái gì vậy Na? Con lập hai đầm em. Nè, áo này em còn hai cái nữa.
còn em còn màu đỏ với màu đen, hai màu có mức ngực luôn nha mấy chị. Có dây kéo đằng sau ha. Đang bận là em bận là còn màu đỏ với màu đen. Hoa nổi bò cho Bùi Như, ok em yêu nè. Bùi Như hoa nổi bò nè. Đi nhiều quá qua mai kho nó đuổi về, nó không bán nữa luôn á. Bò bò. Rồi đang bận đây cả nhà. 60 ngàn một cái áo, trời ơi đẹp kinh khủng luôn. Em đang bóp eo phía sau nha mấy chứ. 57kg nó là bằng vừa cho em ha. Đang bận màu đỏ với màu đen hai màu có mức ngực luôn ha. Đang bận đỏ đen hai màu. Ai lấy chút màu giùm em ha. Màu đỏ với màu đen, mút ngực dài dặn luôn nha mấy chị. Đang bận đỏ với Phạm Thị Thanh Nga, rồi còn một cái đen ai hút giùm em luôn nha. Còn một cái đen. Còn một cái đen nha mấy chị ơi. Ai lấy đen chút đen lên giùm em đó nha. Nga giờ còn bán hàng nữa không em yêu? Giờ còn bán nữa không? Đen cho Ngọc Luyến luôn, ok hết luôn. Ngọc Luyến mỗi này hai cái nha tiền luôn rồi. Ngọc Luyến mỗi này hai cái, hồi nãy có một cái trắng hay cái gì rồi đó. Áo đẹp lắm luôn. Áo siêu siêu đẹp. Siêu siêu đẹp. Rẻ đẹp. Rồi lên sơ mi 60 luôn. Tốt sơ mi lẹ giùm em nha cả nhà ơi. Sơ mi lụa Quảng Châu. Ok em yêu. Mặc ngồi áo không? Cái này mặc dấu quần cũng đẹp lắm luôn á. Con này nè. Mặc dấu quần. Đấy, xinh quá. Được không nè? Dạ không. Em nghĩ rồi chị, em chuyển qua phun xăm thẩm mỹ. Ờ. Được không em? Ở gần là được. Là chị xin qua. Bị điên không anh? Bây giờ làm đẹp đang hot, bây giờ làm đẹp. Đang làm mốt. Đi mở nha. Trời ơi. Không kịp dồn ai hết à. Rồi lên sơ mi lụa. Trời ơi. Là áo yếu chị à. Dồn em phải ghi cho anh em vứt ra để anh dồn. Sơ mi lụa cũng 60 luôn nha cả nhà ơi. Sơ mi em đang bận cũng 60 ngàn luôn. Mùa này á, thật sự là cái mùa này là mấy chị mặc sơ mi là đúng luôn á, đúng mùa đẹp, luôn. Đúng chuẩn đẹp luôn, chuẩn. Cái này sơ mi này thì mấy chị mặc với cái gì cũng đẹp hết. Quần rinh hay là quần lưng cao hay quần da hay là quần đùi hay chân váy đều xinh nha cả nhà. Sơ mi này phong rộng mấy chị nắp từ 62kg mà cũng vừa luôn á. Đó. Sơ mi này sơ mi lụa Quảng Châu, hết áo kiểu rồi hả? Em vô trễ, hết áo kiểu rồi em yêu ơi. Đó. Rồi. Sơ mi đang bận, chốt màu giùm em, màu đang bận. Màu nâu và màu đen nha cả nhà. Sơ mi đen và sơ mi nâu giùm em. 60 ngàn một áo. Trời ơi, cái chất đẹp quá mấy chị. Áo đang bận cho Sương Phạm Hồng nè. 60 ngàn. À, Thúy An ơi, sơ mi lựa lại nè Thúy An ơi. Hôm nay chị về thêm sơ mi nè em yêu ơi. Mới vừa thêm sơ mi ít nè. Còn mấy cái thôi, không có nhiều. Có được có 40 cái sơ mi à. Đó. Nâu đang bận và đen đang bận giùm em nha cả nhà. Cái họa tiết là đẹp kinh khủng luôn. Nhìn nè mấy chị. Hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn ha. Đó, mấy chị thấy không? 60 ngàn một áo, mấy chị ra ngoài mua 200 mấy một áo. Mà đi ra ngoài mua chi cho mắt đen nha Thúy An nè. Rồi đen với nâu giùm em nha cả nhà. Đen với nâu giùm em, 60 nghìn một áo. Chốt màu giùm em nha mấy chị. Siêu đẹp luôn. Cái form nè, vải nó mát lạnh luôn á, cầm nó mát trơn tru luôn nha mấy chị. 62 cái mà cũng vừa, form này form rộng mấy chị mặc dấu quần cũng đẹp. Rồi đen nâu giùm em. Anh lấy đen chút đen, anh lấy nâu chút nâu giùm em nha cả nhà. Chấm ba lên giùm em cả nhà ơi. Bán áo kiểu đang khứng phải không mấy chị? Quần chị đang bận không có bán em ơi. Quần chị đang bận nâu cho Nguyễn Thị Phụng nè. Rồi lấy hai màu luôn đi Phụng ơi. Đen cho chị Nam Nguyễn nè. Chị ơi mai có lấy váy em mua thêm. Ok em yêu. Ngày mai mới đi đơn ha. Bữa nay chưa có đi đơn. Bữa nay chị chưa có đi đơn đâu ha. Sơ mi nâu cho Ngọc Vàng Danh, ok tình yêu nè. Rồi nâu với đen hai màu. Hàng này mấy chị nhìn giùm em nha. Hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn nha cả nhà ơi. Không cái vải này em bao cho mấy chị là chất vải xịn sò luôn ha. Nhận hàng mà không đẹp em mua lại mấy chị. Em bán 60 ngàn mua lại 180. Thật sự luôn em bán 60 ngàn em dám mua lại mấy chị 180 ngàn. Nếu mà ai nhận áo này mà kêu chất xấu hay là vải xấu hay gì đi nữa em nhận lại 180 nha mấy chị. Bán 60 ngàn thôi mà nhận lại 180 là mấy chị biết như thế nào vậy ha. Em bán đây là theo cái này là mấy chị cứ nghĩ đi. Không
giá mặt là 60.000 nha chị ơi, 60.000. Đen với nâu hai màu, ai lấy cho em đen hoặc nâu nhé, đen hoặc nâu giùm em ha, đen hoặc nâu chấm ba ly giùm em cả nhà. Rồi cái này chốt cho em nha. Dạ đồ bộ hôm nay không có em ơi, đồ bộ hôm nay chị không có ha. Rồi cái này là mã này có chốt cơ, cái mã này xinh lắm luôn. Hồi chiều có bận rồi mà có ít thôi, không có đủ bán nên là lấy thêm được có 5 cái nè. Ai lấy mã beo thì chốt em beo cho cả nhà. Ok, ngày mai like thêm rồi mới đi đơn nha, hôm nay chưa có đi đơn đâu cả nhà ơi, hôm nay cho mấy chị được dùng đơn ha. Rồi chị nào lấy sơ mi beo thì chốt sơ mi beo giùm em ha, sơ mi beo con này 60-62 chứ nó lại bằng vừa cho em nha cả nhà, hàng chuẩn hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị. Đó, nâu cho anh Thương Nguyễn ở đâu vậy anh ha? Anh Thương Nguyễn màu nâu. Ok chị anh Thương Nguyễn nè. Rồi đây chốt em là beo, cái này chốt em mã beo nó có chốt cơ nha mấy chị vua. Đó, có chốt cơ mặt lên xinh lắm luôn, cực kỳ sang luôn ha. Rồi Alex beo thì chốt em semi beo, semi beo cũng 60.000 luôn, họa tiết nó cực kỳ sang luôn nha mấy chị. Chấm bài lên giùm em với cả nhà yêu ơi. Đang bận là em còn mấy cái nâu với là mấy cái đen nha. Đang bận là màu nâu với màu đen. Anh lấy đang bận nâu đen thì chút nâu đeo cho chị Sương Phạm Hồng. Rồi ai lấy mã beo thì chút beo lên giùm em. Đang bận đen với nâu hai màu. Đang bận đen với nâu hai màu. Hồi chị mã beo thiếu nhiều quá chừng luôn á mà không có ghi thêm. Rồi chị lấy mã beo thì chút beo giùm em ha cả nhà. Beo giùm em ha. Beo 60.000. Chị lấy beo chút beo lên giùm em ha. Có cái chốt cơ ở cổ xinh lắm luôn nè. Nâu đang bận cho nhóc nhóc nè. Rồi màu nâu đang bận cho nhóc nhóc. Dạ đâu còn, nó còn cái đang bận thôi. Beo cho chị lớp Hương. Beo chị lớp Hương, beo cho Thảo Phạm. Rồi em còn hai cái beo nữa. Em còn hai cái beo nữa ha. Đen đằng sau lưng á. Đen gì đằng sau lưng được trời. Tuyền Nguyễn đâu lên thì chỉ cho em cho Tuyền Nguyễn ơi. Cái gì đen sau lưng vậy má? Chưa lên mẫu sau lưng đâu ha. À, lấy beo chút beo chị Nam Nguyễn lấy ra giùm em á. Nam Nguyễn này lấy cái màu đen gì rồi hả? Rồi chị lấy beo chút beo lên giùm em ha cả nhà. Beo nâu đang bận cho nhóc nhóc nè. Chị Tuyết Nguyễn lên cái địa chỉ giùm em đi chị Tuyết Nguyễn ơi. Tuyết Nguyễn lên giùm em cái địa chỉ luôn ha. Rồi em còn hai cái beo, chính là lấy beo thì chút beo lên giùm em nha. Beo giùm em. Beo còn hai cái. Chị Tuyết Nguyễn lên em cái địa chỉ. Rồi đi cho mình cái áo gì đâu đi con. Có mấy cái đó thôi nè. Đâu có đâu. Đây qua đây. Đi đâu đã. Chị Tuyết Nguyễn lên địa chỉ giùm em. Để chị Tuyết Nguyễn á. Tuyết Nguyễn lên cái địa chỉ giùm em. Khách mới lấy thông tin em mới chốt hàng nha cả nhà ơi. Cái áo đang bận còn nha Hồng Vy ơi. Lên cái địa chỉ chốt hàng nha tình yêu ơi. Áo này 60.000. Mấy chị ra ngoài shop mua không bao giờ có giá dưới 150 nữa mà đúng như chất hàng bên em nha cả nhà. Không bao giờ có giá 150 ha. Chết mẹ rồi, như Hương Dây kéo quần rồi hả? Thiệt luôn. Hương Dây kéo quần rồi. Nó đứng qua đằng sau. Chị lấy đen đang bận đúng rồi, ok chị Nam Nguyễn. Chị Nam Nguyễn cái đen đang bận anh rửa ra rồi hả? Rồi. Ok chị. Rồi cái này là Dior giùm em ha cả nhà ơi. Hương Vàng ở dây kéo quần rồi. Ừ rồi còn. Để nó tốn tiền để thay dây kéo rồi. Hôm nay chị không có quần, quần chị bán hết rồi Phụng ơi. Quần chị bán hết rồi. Trời ơi đẹp quá. Dior. Trời ơi sang quá mấy chế ơi. Dior màu trắng và Dior màu đỏ giùm em ha. Dior trắng và Dior đỏ. Trắng bận cho Thanh Thanh Ngô. Đang bận màu trắng với màu đỏ hai màu. Đang bận cho Thúy An. Dior đang bận cho Út Diệu. Thúy An, Út Diệu. Dior cho Ngọc Nguyễn ở đâu Ngọc Nguyễn ơi. Ngọc Nguyễn đâu lên địa chỉ nha. Đi o cho Nguyễn Thị Phụng. Ngọc Nguyễn tin chưa? Đi cô qua. À, Nguyễn Thị Phụng với Sương Phạm Hồng. Ha. Rồi, anh ghi và anh bỏ vào trong đi anh đừng có dán anh. Tốn lắm.
Ông đưa em đi cho, trời ơi. Tốn lắm luôn á. Rồi. Chưa biết ở đâu mà sao biết đơn trang trần có đơn hồi chiều nè. Rồi. À, xương phạm hồng màu trắng rồi, hết trắng nha. Hết trắng rồi. Ngọc Nguyễn có chưa? Không biết có đâu. Rồi cái đang bận cái ghi đó là của Trang Phạm rồi đó. Cái này của ai quên tiêu rồi. Xương Phạm Hồng. Xương Phạm Hồng có đâu? Xương Phạm Hồng có rồi. Uyên Nguyễn. Uyên Nguyễn chưa có. Uyên Nguyễn trắng. Rồi lên màu đỏ nha mấy gì. Tết thì mặt đỏ thì đúng đẹp luôn nha mấy chơi. Tết mặt đỏ thì đúng đẹp luôn. Màu trắng hết rồi nha cả nhà. Im cả ngày hôm nay chưa từng quậy. Hôm nay bán ế hả? Sống với nhiều. Đủ thứ chi phí nữa chứ đâu phải là đỏ với chị Kenny nhân vỏ. Kenny nhân vỏ có đỏ. Trời ơi đẹp quá. Màu đỏ này mặc Tết là đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Sang. Ừ. Anh Thương Nguyễn lấy màu đỏ đi, anh Thương Nguyễn ơi, màu trắng hết. Đó mấy chế. Cái form này nó rộng mặt đẹp lắm luôn ha. Form này 60-62 cái mặt thoải mái giùm em. Màu đỏ với út dịu. Rồi còn ba cái đỏ nữa, hết đỏ với mấy chị. Còn ba cái đỏ nữa. Đó. Siêu đẹp luôn. Chị Nam Nguyễn không có trắng với chị Nam Nguyễn ơi. Nam Nguyễn không có trắng, anh Thương Nguyễn không có trắng. Ngọc Vàng Danh không có trắng, Thảo Phạm không có trắng nha. Rồi còn ba cái đỏ, ai lấy đỏ chút đỏ đi giùm em ha. 60.000 một áo. Đỏ cho bông đào. Còn hai cái đỏ nữa nha mấy chứ. Em còn hai cái đỏ nữa. Anh lấy giùm em luôn nha. Rồi em chỉ còn hai mẫu sơ mi nữa là hết sơ mi. Phía sau là gì? Đỏ với ken nhân vỏ rồi. Ken nhân vỏ có đỏ rồi. Ken nhân vỏ có đỏ rồi. Đằng sau là gì? Còn cái của ai? Đó là bị lỗi hay sao? Rồi còn hai cái đỏ nữa nha cả nhà ơi. Rồi cái này à, Trinh Ngọc đỏ. Rồi còn một cái đỏ đang bận ha. Rồi cái này chốt cho em là xích vàng. Xích vàng có một cái hết rồi. Cái này tới mẫu lẻ ha. Rồi ai lấy xích vàng này chốt xích vàng giùm em nha cả nhà. Xích vàng đó. Cái form mấy chị không? Áo đang cầm nè. Cho Như Ngọc Phạm nè. Xích vàng nè. Rồi xích màu trắng, xích vàng, xích trắng. Đây mấy chị, hàng này là hàng chuẩn, hàng Quảng Châu luôn nha mấy chị yêu ơi. Đó, chất lụa này là mát tay kinh khủng luôn ha. Mát tay lắm luôn nha. Xích trắng giùm em ha. Đừng có đẩy cái cây của em ha. Xích màu trắng. Dạ. Ai lấy xích trắng thì chú em xích trắng nha cả nhà ơi. Xích trắng. Đỏ với Nguyễn Du Ly, ok, Nguyễn Du Ly đỏ đang bận nè. Xích trắng cho Như Ngọc Phạm luôn nè. Như Ngọc Phạm nè. Đỏ đang bận cho Du Ly, Nguyễn Du Ly. Rồi, trắng hết rồi bông đào ơi. Chanel vàng, Chanel vàng. Chanel vàng nha cả nhà. Rồi ai lấy chờ neo vàng chút chờ neo vàng đi giùm em. Chờ neo vàng. Ai lấy mã chờ neo vàng chút chờ neo vàng đi giùm em ha. Chờ neo vàng có hai cái. Chờ neo vàng giùm em ha. Chờ neo vàng. Chờ neo vàng. Gu xì trắng. Gu xì trắng nha mấy chứ. Chờ neo vàng, gu xì trắng. Mấy cái áo này mặc sang lắm luôn. Mùa này em nói mấy cái shop kia bán áo sơ mi còn 200-300 ngàn một áo không mấy chị. Em nói em nhập áo này là cùng lò của tụi nó chỉ bán cái thương hiệu của tụi nó với lại cái mặt bằng của tụi nó thì mới chị thuê nhân viên đồ này kia. Cái đang bận em hết rồi chị Bảo Phạm ơi. Cái đang bận em hết rồi, để em ghi cái mẫu đang bận cho mấy chế cũng được nè. Cái bật to. Sơ mi Dior. Cái gì? Bông đào lấy cái gì vậy? Vu xì trắng. Cái gì? Này gu xì trắng nè. Và bông đào nè. Bông đào. Bông đào gu xì trắng nè.
Rồi cái này chốt cho em là này đi xì hay gì đây. Ừ đúng rồi, nói luôn nè. Thanh thanh ngô. Thanh thanh ngô. Ngô. Với lại cái gì quên rồi. Cái gì Thúy An. Rồi, màu vàng cho chị, màu vàng cho chị Bảo Phạm. Bảo Phạm màu vàng. Trắng hết cho chị Nam Nguyễn ơi. Rồi, còn một cái gương chị trắng chị Bảo Phạm luôn nè, Bảo Phạm nè. Quên lộn chị Nam Nguyễn chứ lộn. Chị Nam Nguyễn có. Chị Nam Nguyễn có trắng. Rồi gương xì đen. Gương xì đen. Bảo Phạm khỏi lấy trắng không có không. Ok chị, rồi gu xì đen. Mới vô, sơ mi màu đen không chế. Có sơ mi màu đen không chế, sơ mi màu đen hết rồi tình ơi. Rồi cái này chốt cho em là gu xì vàng. Gu xì vàng. Đây nè. Gu xì vàng chờ neo đen. Gu xì vàng và chờ neo đen giùm em ha. Gu xì vàng chờ neo đen. Rồi còn hai mẫu sơ mi này thôi cho cả nhà ơi. Gu dần đi. Gu xì vàng chờ neo đen. Cái này là gu xì vàng nha cả nhà, mặt sang cực kỳ sang luôn. Để mặc cái gu xì vàng cho cả nhà xem ha. Vàng cho bông đào. À, bông đào vàng. Mày biết mày được đâu nè. Cho biết mày không? Mày bông đào vàng. Gu xì vàng cho chị Chi Hồng. Bông đào. Bút là hết mực. Chi Hồng vàng, chị Chi Hồng. Rồi còn một cái gu xì nữa. Còn một cái gu xì vàng nữa. Đen cho chị Bảo Phạm, ok chị Bảo Phạm. Để cho mày cái bút mới nè. Bút này hết mực rồi. Bảo Phạm màu đen. Tôi sẽ nhận nhanh lên, lẹ lên. Bút anh để đâu anh? Đỏ đang bận hết rồi. Chị Thảo Phạm với Đỏ đang bận hết chị. Nhanh lên ha. Có. Trời ơi. Ở đây rồi, có hết dưới đây rồi. Vàng cho bông đào. Đen cho chị Bảo Phạm. Rồi. Đỏ đang bận rồi cô Nguyễn Du Ly rồi. Chị Thảo Phạm với Đỏ đang bận hết chị. Rồi Alex chờ neo đen thì chút chờ neo đen đi giùm em hả? Chờ neo đen. Rồi chị lấy chờ neo đen thì chút chờ neo đen đi giùm em. Còn mấy cái chờ, 3 cái chờ neo đen. Em còn 3 cái chờ neo đen nữa hả? 3 cái chờ neo đen nữa mới chưa? 3 cái chờ neo đen nữa. Vùng chị đang bận không có bán em ơi. Vùng chị đang bận không có bán rồi. Chờ neo đen còn 3 cái. Anh lấy chờ neo đen giúp chờ neo đen. Gu xì vàng còn 1 cái. Chị đi, chị Trang Trần. Chị Trang Trần có đi o trắng nha chị yêu ơi. Chị Trang Trần có đi o trắng nha. Còn vàng cho bông đào và chị Chi Hồng. Còn một cái vàng nữa ha. Còn một cái vàng nữa nè. Còn một cái gu xì vàng. Đỏ em đang bận. Quần Nam bận không bán tình yêu ơi. Rồi cái mã sơ mi. Sơ mi Dior đỏ của chị Nam Nguyễn. Với lại chị gì quên rồi, chị Thảo Phạm. Rồi ok chị Thảo Phạm với Bảo Phạm khác. Dạ. Rồi áo đang bận. Chờ neo đen với lại gu xì vàng. Chờ neo đen với gu xì vàng. À lấy chốt lên giùm em hả.
Rồi đỏ đang gọi là cô Nguyễn Du Ly nè. Ok, bông đào một cái vàng mình biết rồi. Áo đang gọi cho chị Thảo Phạm luôn. Thảo Phạm. Rồi còn một cái đang bận nữa. Hai cái đang bận nữa. Cái này của Nguyễn Du Ly nè. Cái này có bịch lành không? Đây có nè. Nguyễn Du Ly. Anh bỏ con bỏ lên ghế cho mẹ đó. Chị có đen đang bận rồi chị yêu ơi. Ghế lên kia nè. Chị có đen đang bận rồi nha chị. Đen đang bận em còn hai cái. Rồi cái mã xích này em còn hai cái xe cho mấy chị xích 50 ngàn. Quên beo 50 ngàn. Beo 50 ngàn. Beo 50. Beo 50. Còn hai cái beo 50 chờ neo vàng 60. Chờ neo vàng 60. Chờ neo đang bận 60. Còn hai cái beo xe mới chế 50 ngàn. Beo này có chốt cơ cho cả nhà. Anh em mã beo chốt beo giùm em ha. Beo này có chốt cơ luôn. Xe cho mấy chị mã beo này 50. Xe mã beo 50 ngàn. Anh em beo chốt beo đi giùm em ha. Rồi áo đen này 50. Áo đen kiểu này 50 ngàn. Thì lấy áo đen kiểu thì chốt đen kiểu đó giùm em ha. Đen kiểu 50. Anh lấy mã đen kiểu thì chốt đen kiểu đó giùm em. Áo đen kiểu 50 ngàn. Rất là đẹp lắm luôn nha cả nhà ơi. Đó. Áo đen kiểu 50. Rồi bây giờ là em xả. Còn hàng xả em xả nha cả nhà. Chấm bài lên giùm em mới chế yêu ơi. Xuân Xuân không mua gì cho chế luôn. Xuân Xuân ơi. Xuân Xuân không mua gì cho chế luôn. Đang bận với chị Chi Hồng. Ok chế yêu nè. Chị Chi Hồng 60. Rồi còn một cái đang bận nữa nha mấy chị. Dạ em có chốt rồi chị yêu ơi. Rồi ai lấy beo 50 thì chú em beo 50 nha mấy chứ. Beo 50 này có chốt cơ ở cổ ha. Đây. Cái beo 50 này nó có chốt cơ ở cổ xinh lắm luôn nè. Nè mặt sang cực kỳ sang luôn ha cả nhà. Beo 50 giùm em. Ai lấy mã beo 50 chốt beo 50 lên. Rồi. Cái đầm ruốc này xe cho mấy chị luôn. 70 ngàn. Em vừa mới vô. Đầm ruốc này 70. Chứ lấy đầm ruốc chút đầm ruốc đi giùm em ha. Đầm ruốc hoa nổi 70 ngàn có mút ngực luôn nha mấy chứ. Đó. Siêu xịn luôn. Hàng chuẩn xốp luôn nha mấy chị ơi. Còn mấy cái em xe cho mấy chế luôn á. Rồi. Đầm ruốc này 70. Đầm ruốc này có màu ruốc và màu đỏ 70 ngàn. Nó hốt lẹ giùm em đi cả nhà. Có dây tăng đơ luôn nè. Có dây tăng đơ điều chỉnh có mút ngực cho mấy chị. Đầm ruốc cho ngọc luyến 70. Ruốc với đỏ 70 ngàn. Cái này em sale đỏ, lỗ luôn mấy chị. Em nhập 85 ngàn rồi. Hôm qua em bán 101 luôn á. Rồi ruốc cho ngọc luyến 70. Còn một cái đỏ 70 nè. 70. Rồi còn một cái đỏ 70. Ai lấy đỏ trước đỏ đó giùm em nha mấy chị. Đầm đỏ này 70 ngàn. Mặc đi Noel đúng đẹp luôn ha. Có dây tăng đôi phía sau luôn. 55, 57 chứ lại bầu vừa cho em. Rồi đỏ 70. Ai lấy đỏ 70 chút đỏ 70 giùm em ha. Đỏ 70 ngàn. Đỏ 70, đỏ 70. Ai lấy đỏ 70 chút đỏ 70 ha. Rồi đầm body xanh này 70 luôn. Nè. Đang bận còn vô đi Trúc Nguyễn ơi. Ok ok luyến đổi đỏ nè. Ngọc luyến nè. 70. Áo đang bận. Áo đang bận chốt lên địa chỉ giùm em nha chị ơi. Rồi cái đầm body xanh này xe cho mấy chị luôn 70 ngàn. Trời ơi đẹp kinh khủng luôn nha mấy chế ơi. Xe em mua 370 ngàn đó mấy chị. Mà em có rồi. Thúy An này khác à? Hả? Thúy An ở Sài Gòn khác, còn Thúy An này ở Gia Lai. Đó dạ. Rồi đầm xanh nè. Ok, Ori Trúc Nguyễn áo đang bận nè. Ori Trúc Nguyễn áo đang bận. Áo đang bận là 60. Không in là Thúy An, tôi nhầm hết rồi. Alex Body xanh, chú em xanh 70 cho Nguyễn Hạo Nam. Xanh 70 cho Nguyễn Hạo Nam. Cho em cái bịch đi anh ơi, mấy cái bịch mới đi. Nguyễn Hạo Nam xanh 70. 70. Rồi còn một cái xanh 70 nữa nha cả nhà. Còn một cái xanh 70 nữa. Đây. Đẹp kinh khủng đẹp luôn nha mấy chứ. Xanh 70 ngàn. Chứ lấy mẹ xanh 70 chút xanh 70 lên giùm em ha. Xanh 70 còn một cái nữa. Chứ lấy xanh 70 thì chút xanh 70 lên giùm em. Chấm bạn lên giùm em cả nhà ơi. Chấm bạn lên giùm em đó nha. Rồi cái này chút cho em là set đỏ. Tôi lấy gà con lấy xanh phải không gà con ơi.
Gà con lấy xanh 70 phải không gà con? Xanh gà con đó nè. 70. Rồi xét đỏ này xem với chị luôn. 65.000. Xét đỏ có mút ngực 65.000. À lấy xét đỏ 65, chút xét đỏ 65 giùm em ha. Xét đỏ 65.000 có dây kéo phía sau luôn á. Áo có mút ngực luôn nha cả nhà. Cái này mấy chị cột lại giùm em ha. Cột nơ lại, bo thun lên mặt thoải mái giùm em ha. Xét đỏ thì 65.000. Hồi trước em bán xét này là 115.000 đó cả nhà. Xét đỏ 65.000 em sale lỗ luôn ha. Cái này là hàng rớt lại nên em sale lỗ cho mấy chị luôn. À lấy xét đỏ 65, chút xét đỏ 65 giùm em. Chút đuổi đẹp lắm luôn nha. Xét đỏ này 65. Xanh 70 gà con có rồi. À lấy xét đỏ 65, chút xét đỏ 65 giùm em. Xếp đỏ 65.000. Chấm ba lên giùm em cả nhà ơi. Tương tác lên giùm em chứ. Giờ này khuya rồi phải không ạ? Đâu dữ vậy hả? Mới có 9 giờ mấy rồi 11 giờ. Rồi cái đầm nu này xem mấy chị luôn 70.000. Xếp đỏ cho Kenny Hồng Phạm. Kenny Hồng Phạm cân ni không vỏ chứ lộn. 65.000. Xếp đỏ hết rồi Bùi Như ơi. Rồi đầm nu này xem mấy chị 70. Đầm nu này 70. Đầm nu và đầm cam 70.000. Có mút ngực luôn nha mấy chị ơi. Nu cho Ori Trúc Nguyễn 70. Nu cho Ori Trúc Nguyễn 70. Còn một cái cam 70. Còn một cái đầm cam 70. Ori Trúc Nguyễn 70. Còn một cái đầm cam. À, lấy đầm cam, chút đầm cam giùm em ha. Cam 70 nè. Đầm cam này 70. Đó. Da 65 hết rồi. Da 65 là cái gì vậy? 70 mà. 70 mà. Đầm nu hết rồi Bùi Như ơi, chứ còn đầm cam thôi. Cam cho Ngọc Liếng 70. Ngọc Liếng xét đỏ. Xếp đỏ hết rồi, nhờ cô biết 70. Rồi cái này là cái chân váy của mình. Rồi cái xếp đỏ này sale cho mấy chị luôn, 65 luôn. Xếp đỏ này 65.000. Bùi Như ơi, hết cam rồi Bùi Như ơi, có người lấy trước em rồi. Xếp đỏ này 65.000. Em đang bán hàng, ai lấy xếp đỏ 65, chút xếp đỏ 65 giùm em. Họ bán lỗ luôn nha mấy chị. Xế đỏ 65.000. Con xé cái bịch kia ra giùm mẹ với. Đó, cái đầm đó đó. Hôm qua bán 101 luôn đó. Beo 50 cho Như Ngọc Phạm, ok tình yêu nè. Như Ngọc Phạm beo 50. Năm em. Ừ. 50, xế đỏ 65 chị lớp đi luôn. Nè. Xé cái đầm trong bịch ra. Đây nè, bịch hồng này nè. Đó. Rồi. Cái đầm đỏ này xe cho mấy chị luôn 75.000. Đầm đỏ đuôi cá 75.000, có mút ngực luôn hả? Đầm đỏ đuôi cá 75.000, có mút ngực dày dặn lắm luôn nha cả nhà. Hàng chuẩn xuất nó đứt tay, đứt tay. Đầm đỏ 75.000. Cái đầm này hôm qua bán 101 rồi mấy chị. Đầm này hôm qua em bán 101 rồi mấy chị. Khách quen. Mấy chị mà xả ra một lần là không có gì em bán cái lần thứ hai nữa đâu. Thực sự luôn. Đầm đỏ đó 75.000, lấy đầm đỏ 75, chút đầm đỏ 75 đi giùm em ha. Đầm đỏ 75, rồi cái đầm vàng này bán 101 xe cho mấy chị luôn. 85.000. Đầm vàng này 85.000. Đầm đỏ với Ngọc Liếng 75.000. Vàng cho Thi Ngọc Phương Lê 85.000. Hôm qua bán 101. Thi Ngọc Phương Lê. Rồi. Rồi đầm body đen này sale cho mấy chị luôn 75.000. Body đen 75.000. Body đen 75.000. Mua sao nhận nổi. Không nói nhiều, ngược tính ác ôn ghê. Bởi
Rồi cái này chốt cho em là đen. Đen. Đen 85 ngàn. Đầm body đen này siêu đẹp luôn nha cả nhà. Body đen này có bóc lưới ha. Lưới có mút ngực luôn. Cái này mặc đi tuyệt đẹp lắm luôn. Rồi đen 85. À lấy đen 85, chốt đen 85 giùm em ha. Đen 85 ngàn. Rồi set Burberry còn 2 set nè. Set Burberry còn 2 set sale với chị luôn. 70 ngàn. Set Burberry 70. À lấy set Burberry thì chốt set Burberry lên giùm em ha. 70 ngàn set Burberry nha cả nhà. Body đen cho Trinh Ngọc 85 ngàn. Mấy cái đầm này mặc không đẹp trả lại cho em mấy chị ơi. Thật sự luôn á, rẻ kinh khủng luôn. Rồi set Burberry 70. À lấy set Burberry thì có set Burberry lên giùm em ha, set 70 cho Ngọc Luyến. 70 rồi còn một set nữa nha cả nhà. Còn một set nữa thôi. Cái áo không đủ đẹp rồi ha, set 70 cho Thanh Hiền. Ok, giờ Thanh Hiền ở Bình Dương. Xét rồi chứ yêu ơi. Nó xét rồi nè. Còn có đầm body rút là 70 lấy giùm em chứ. Đầm body rút 70. Đầm body còn một cái màu rút này chứ ơi. Body rút cái này về mấy chị. Đó. May lại giùm em với nha. 70 ngàn luôn. Body rút 70. À lấy body rút, chút body rút lên giùm em đi cả nhà. Cái này là do nó bị cái cánh hoa này là nó bị may mất cái đường chỉ đây nè cả nhà ơi. Đó. Body ruốc 70 ngàn. Cái này nó rớt cánh hoa xuống, mấy chị về chỉ việc đính cánh hoa lên thôi ha. Body ruốc 70 ngàn. À lấy body ruốc, chút body ruốc lên giùm em ha. Rồi còn một cái sơ mi, hai cái sơ mi nè. Cái này mình nhầm là Ngọc Nguyễn nè. Ngọc Nguyễn là này ở đâu? An Giang nữa hả? Ủa? Sao có Ngọc Nguyễn ở An Giang nữa? Đó. Không phải Ngọc Nguyễn An Giang, không tin bị sao quá chứ. Xét hết rồi. Xét hết rồi. Năm mai có. Cái đi trắng này nhiều người lấy lắm luôn. Ờ đúng Ngọc Nguyễn này. Đây lại Ngọc Nguyễn này lúc chiều. Ngọc Nguyễn này vừa xong. Ủa chị kỳ vậy? Đấy, tạo đơn luôn đấy. Ủa cái sơ mi Dior chị nào thiếu không? Sơ mi Dior trắng chị nào thiếu không? Sơ mi Dior trắng chị nào thiếu? Hồi nãy thiếu nhiều lắm mà ta. Sao lại chốt cho Ngọc Nguyễn mà là Ngọc Nguyễn nào? Anh coi lại, anh kiểm tra hệ thống giùm em chứ. Đi tờ đi sao? Anh coi lại cho mấy sơ mi Dior trắng. Mỹ Nhân lên địa chỉ Mỹ Nhân ơi. Còn cái vàng này sale 50. Dior vàng sale 50 ngàn. Ở đâu? Vậy luôn á hả? An Giang làm lạ quá kìa. Còn như An Giang nào luôn rồi trời. Dior vàng 50. Gucci vàng 50. Gucci trắng này hồi nãy quá chừng người chọn thêm luôn nè. Dior trắng nè. Dior trắng với anh Thương Nguyễn nè. Dior trắng vẫn là 60 nha chị ơi. Anh Thương Nguyễn hồi nãy thiếu đúng rồi. Anh Thương Nguyễn màu trắng nè. Anh bỏ một cho em. Rồi còn hai cái này là em sale nha mấy chị. Chờ neo vàng và Gucci vàng 50 ngàn. Hiện tại hàng xã nên em không chốt một cái nha mấy chị. Hàng xã nên em không chốt một cái nha. Mua hai cái giùm nha. Rồi áo hồng này 30. Áo hồng này 30. À lấy hồng 30, chốt hồng 30 lên giùm em. Em coi thử coi trong đống này mấy con cái hàng gì chưa xả không. Cái chân máy được cái mẹ. Do trắng Nam Nguyễn hình như là chị chưa có. Nhưng mà em hết rồi chị ơi. Còn một cái beo 50. Còn một cái beo 50. Ok Mỹ Nhân hai cái này, nhắn tin nha Mỹ Nhân ơi. Mỹ Nhân nhắn tin nha. Như Ngọc Phạm vàng nè. Rồi còn một cái đi. Vàng là cái nào? Gucci hay Dior? Gucci hay Dior như Ngọc Phạm ơi. Gucci hay Dior? Mỹ Nhân lên địa chỉ. Mỹ Nhân lên địa chỉ. Mỹ Nhân có địa chỉ số điện thoại chưa? Mỹ Nhân nhắn tin dùm chế nha em ơi. Facebook mới tạo à.
không mỹ nhân, không chốt mỹ nhân đâu. Vàng Như Ngọc Phạm ơi, lấy vàng chườn neo hay vàng Gucci vậy? Không biết nữa, kem đi rõ thôi, chắc là Gucci hả? Beo cho Phượng ớt ớt 50. Ủa, Gucci vàng để em. Gucci vàng, ok nè. Juli nè, 50 nè. Cái rõ của cô đâu mà con? Dạ. Cái rõ của cô Juli, để lên ghế cho cô Juli. Juli hả? Hồi chưa được mấy cái, hồi chưa chị không nhớ nữa. Đúng rồi, Hạnh Phúc hồi chưa thiếu cái beo này nè. Hạnh Phúc hồi chưa thiếu cái beo này phải không? Rồi còn chờ neo thôi. Phượng ớt ớt là bữa nay đi tỉnh hay đi về quê vậy? Đó là Hạnh Phúc hồi chị em lấy cái beo này không? Hạnh Phúc ơi, Hạnh Phúc hồi chị lấy cái beo này phải không em? Hồi chị chỉ có một cái mẫu beo này thôi phải không em ơi? Hồi chị em được 3 cái hay 4 cái gì chị có không nhớ luôn.